Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2021, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng. Và bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Mong ước đầu xuân của một số người con xa quê, nhân dân trên địa bàn tỉnh và những người tuổi Sửu. Gặp gỡ những doanh nhân nước ngoài đón Tết tại Việt Nam. Những người con xa xứ luôn hướng về quê hương Hưng Yên. 8 trường hợp F1 ở huyện Khoai Châu được kết thúc cách ly tập trung. Tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Giữ nét làng xưa trong xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là mùa của hy vọng. Chúng ta ai cũng đều có những ước mơ, những lời chúc, điều ước tốt đẹp nhất sẽ đến với mình, đến với mọi người và với quê hương, đất nước. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có dịp ghi lại những lời chúc Tết mong ước đầu xuân của một số người con xa quê và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sống xa quê hương đất nước thường nghĩ về đến quê cha đất tổ, về nơi cội nguồn sinh ra mình. Nhưng năm nay không về được vì đại dịch Covid, tôi chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con người Hưng Yên tại quê nhà và những người Hưng Yên đang sinh sống tại Cộng hòa Séc là sang năm Tân Sửu có một sức khỏe mới, an khang thịnh vượng và bình an vượt qua dịch bệnh Covid, làm ăn kinh tế phát triển để luôn luôn hướng về quê hương đất nước. Vợ chồng tôi đã sang nước Nga công tác và làm việc đã được gần 20 năm, rất nhớ nhà và nhớ quê hương Hưng Yên. Nhân dịp năm Tân Sửu 2021, chúc bà con Hưng Yên sức khỏe, an khang thịnh vượng, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng vững mạnh và giàu đẹp. Chúc mừng năm mới. Công ty chúng tôi mong muốn trong dịp đầu xuân năm mới Tân Sửu tiếp tục sẽ được có sự ủng hộ của khách hàng và phấn đấu đạt cái mục tiêu 100% cái nước sạch trên địa bàn của tỉnh Yên được nhân dân được hưởng cái nước sạch. Em mong trong năm mới này thì Việt Nam cũng như trên toàn thế giới sẽ có thể khắc phục được cái dịch bệnh và để cho cái lịch học tập của bọn em cũng có thể diễn ra dễ dàng hơn. Còn đối với những người tuổi Sửu, năm mới Tân Sửu đối với họ cũng đầy những kỳ vọng về hạnh phúc, niềm vui, sự phát triển thành đạt. Mình thì mong là sao mà cuộc sống đều ổn định, mọi người đều có thu nhập và mọi người đều có ấm no và gia đình ai cũng đầy tràn đầy niềm vui, tiếng cười và sức khỏe. Một năm an khang thịnh vượng. Tôi mong ước rằng là mọi người đều khỏe mạnh, đẩy lùi được dịch Covid và các bạn nhỏ sẽ được đi học trở lại sớm hơn. Tôi cầu chúc cho gia đình tôi và tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thật nhiều tràn ngập đầy hạnh phúc. Đi lễ đầu xuân là hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về, trở thành nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam. Năm nay, việc đi lễ đầu xuân diễn ra trong bối cảnh chịu sự tác động của dịch Covid-19. Nhưng mọi người vẫn mang theo tâm niệm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình, người thân của mình trong năm mới. Đã thành thông lệ, cứ vào mùng 1 Tết, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên lại sửa soạn hương hoa thành tâm đi lễ tại các đền chùa gần nhà. Năm nào đầu xuân gia đình tôi đi lễ chùa để cầu sức khỏe bình an cho mọi người trong gia đình. Nhưng mà là năm nay Covid thì tôi thay mặt gia đình chỉ mình tôi đi. Mỗi người đi lễ đều mang trong mình những tâm niệm ước nguyện riêng, nhưng có một điểm chung là họ đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân và gia đình trong năm mới. Gia đình tôi là hàng năm là cứ đầu xuân năm mới là đều đi xuống chùa để lễ, để cầu bình an, cầu sức khỏe cho gia đình và cho tất cả các con, các cháu. Thường thường thì đầu năm vào mùng 1 Tết ấy, em hay đi lễ, em cầu mong là cho gia đình bình an, cầu sức khỏe cho mọi người này, cầu điều may mắn cho gia đình. Theo quan điểm truyền thống, khoảnh khắc đầu năm mới là thời điểm linh thiêng và mọi người tin rằng đi lễ vào đầu năm mới là mang khí thiêng, may mắn, bình an về cho gia đình.
Vì thế, tục đi lễ đầu năm đã trở thành phong tục được duy trì từ xa xưa cho đến nay, thể hiện khát vọng về một cuộc sống no đủ. Đây là một nét đẹp đặc trưng trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam, bất kể hoàn cảnh nào, kể cả khi có diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là truyền thống văn hóa từ bao đời nay của người Việt đối với những doanh nhân nước ngoài đang làm việc ở Hưng Yên. Đây là nét văn hóa độc đáo mà họ được trải nghiệm khi đón Tết tại Việt Nam. Qua nhiều năm làm việc ở Việt Nam, ông Masuoka cũng như nhiều chủ doanh nghiệp người Nhật Bản đang làm việc tại tỉnh Hưng Yên có những ấn tượng rất đẹp về phong tục ngày Tết của người Việt. Việc trang trí đào quất để đón xuân là một điều không thể thiếu tại doanh nghiệp nơi ông đang làm việc. Tết này ở lại Việt Nam, ông có những dự định đi du lịch đến nhiều tỉnh thành phố để khám phá cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Tôi đã ở Tết tại Việt Nam được vài lần rồi và tôi cảm thấy cái không khí Tết ở Việt Nam rất là yên bình. Tất cả mọi người đều quây quần cùng quanh các thành viên trong gia đình của mình để thư giãn và cảm thấy cái sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Điều này rất là giống với văn hóa của Nhật Bản. Thông thường, dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp người nước ngoài thường trở về nước. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc đi lại trở về nước bị hạn chế, nên mọi người đều có chung sự lựa chọn là ở lại Việt Nam đón Tết. Nhờ có nền văn hóa tương đồng, con người thân thiện đã giúp xóa đi khoảng cách với nhiều người nước ngoài trong dịp Tết này. Việt Nam có nhiều thắng cảnh thiên nhiên rất đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hòa đồng. Ở Việt Nam tôi thấy như ở quê mình, đặc biệt đón Tết ở Việt Nam rất vui. Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 500 dự án đầu tư nước ngoài đến từ nhiều nước. Tết này, hầu hết các doanh nhân, chủ doanh nghiệp nước ngoài đều ở lại đón Tết tại Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để mọi người hiểu hơn nét đẹp trong ngày Tết Việt, mà còn đưa sự hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng bền chặt hơn. Mỗi độ Tết đến, xuân về, không chỉ là dịp để mọi người quây quần, đoàn tụ bên nhau cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả, mà đây còn là dịp để chúng ta quảng bá những cái hay, cái đẹp về thiên nhiên, về văn hóa, về con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong đó có việc quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút các dự án và đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Phóng sự vừa rồi đã giúp chúng ta thấy được cảm nhận của những người nước ngoài về Tết cổ truyền của dân tộc. Còn đối với kiều bào Hưng Yên đang sinh sống, học tập và công tác khắp nơi trên thế giới, thì dù ở đâu, làm gì, những người con Hưng Yên cũng luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết, có tinh thần tự tôn dân tộc, tự hào về quê hương và có nhiều việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương. Năm nay, tiến sĩ Lê Duy Kỳ quê ở thôn Tử Cầu, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ không về quê đón Tết cùng gia đình. Phần vì dịch COVID-19 đang bùng phát rất mạnh ở Cộng hòa Séc, phần ông có nhiều công việc bận ở nước bạn. Thời tiết rét, đi dưới tuyết lạnh trắng càng làm ông nhớ về quê hương Hưng Yên nhiều hơn. Cách đây 30 năm, ông Kỳ là du học sinh tại trường Đại học Hóa Công nghệ Padubai, sau đó làm nghiên cứu sinh và ở lại làm việc tại Ban Quản lý Lưu học sinh của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc. Từ năm 2007 đến nay, ông là giám đốc trung tâm Study and Work Praha, do có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục, đào tạo tại Cộng hòa Séc và Việt Nam. Ông Kỳ đã nhiều lần được các bộ, ngành hai nước biểu dương, khen thưởng và là niềm tự hào của cộng đồng người Việt trong việc đóng góp tích cực cho quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Hiện, ông Kỳ còn là Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Praha, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Mong muốn là mình làm được một cái việc gì đó ích cho đời và đặc biệt là ích cho quê hương, ích cho những người gần gũi nhất của mình. Cho nên tôi vẫn tiếp tục cái công việc là đào tạo, giáo dục và đưa các trường đại học về Việt Nam hợp tác, làm sao kích động được cái sự đóng góp của bà con Hưng Yên mà đang ở nước ngoài, cụ thể là ở Séc, về quê hương nhiều hơn. Đại đa số những anh em mà thành đạt là đã về cái địa phương mình ở là làm những công trình phúc lợi giúp cho các địa phương trong tỉnh. Hội đồng hương chúng tôi đã vận động bà con là xây được 12 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có hàng chục nghìn kiều bào đang định cư, sinh sống, làm việc và học tập ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những năm qua,
cùng với chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tỉnh cũng có sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức và cá nhân kiều bào hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực. Nhiều người không chỉ thành đạt trên các lĩnh vực ở nước bạn mà còn luôn mang trong mình lòng yêu nước, khát khao đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Hiện toàn tỉnh có gần 20 dự án của kiều bào trực tiếp về đầu tư với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng vào các lĩnh vực sản xuất may mặc, dịch vụ thương mại, sơn, bao bì, bất động sản, giải quyết nhiều việc làm cho lao động. Mình thì là làm chủ tịch của hội doanh nghiệp toàn Ukraine. Ngoài ra những cái định hướng cho bà con giữ được cái văn hóa của người Việt, vận động cũng rất nhiều những doanh nghiệp mà người con Hưng Yên đã thành đạt thì về quê hương để xây dựng cho quê hương. Với tôi thì cứ mỗi khi được trở về quê hương thì nó là một cái niềm rất hạnh phúc. Những người con xa xứ ở bên Đức ấy, mỗi một dịp Tết thì trở về quê hương cũng rất là nhiều, luôn luôn mong muốn có một cái sự trở về để làm được cái gì đó hoặc để đóng góp được một cái gì đó cho quê hương. Bình quân lượng kiều hối của kiều bào gửi về qua hệ thống ngân hàng hàng năm đạt gần 300 triệu đô la Mỹ, đóng góp lớn cho nền kinh tế của tỉnh. Từ những hoạt động thiết thực có thể thấy, bà con kiều bào không chỉ đã và đang tích cực đồng hành, hướng mạnh nguồn lực về quê hương mà còn là cầu nối giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Hưng Yên đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt là bạn bè quốc tế, chung tay xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 2, tại khu cách ly tập trung của huyện Khoái Châu, 8 trường hợp F1 được kết thúc cách ly sau 21 ngày, sức khỏe bình thường và có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính. 8 trường hợp F1 kết thúc cách ly bao gồm 5 trường hợp ở 2 xã, Dạ Trạch và Dân Tiến, có tiếp xúc với trường hợp F0 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 3 trường hợp F1 tại các xã Đông Ninh, Đông Tảo, An Vĩ. Cả 8 trường hợp này đều hoàn thành cách ly tập trung trong 21 ngày, không có biểu hiện mắc COVID-19 như ho sốt, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính lần thứ 4. Cả 8 trường hợp F1 này đều đang có sức khỏe tốt, được trở về nhà ăn Tết cùng gia đình và thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định. Đến thời điểm này, ngoài 3 bệnh nhân COVID-19 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến 3 bệnh nhân 2060, 2062 và 2063 ở thôn Từ Hồ, từ ngày 8 tháng 2 đến nay, toàn tỉnh rà soát được 204 trường hợp F1 tại các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đang cách ly tại cơ sở y tế 7 trường hợp F1, cách ly tập trung 178 F1, cách ly tại nhà 19 F1, gồm 18 trẻ em dưới 5 tuổi và 1 trường hợp nuôi con nhỏ. Kết quả xét nghiệm đến 14 giờ chiều ngày 13 tháng 2, có 195 trên 204 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân trên đều âm tính lần 1 và 29 trường hợp F1 ở huyện Khoái Châu âm tính lần 2. Toàn tỉnh cũng rà soát được 1.137 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. Toàn bộ các mẫu F2 lấy được cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Được biết, đến thời điểm này 3 bệnh nhân 2060, 2062 và 2063 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và không có diễn biến phức tạp. Do số lượng đối tượng cần cách ly tập trung tăng cao, huyện Yên Mỹ kích hoạt thêm khu cách ly tập trung tại điểm trường Đại học Công đoàn ở xã Giải Phạm. Đến nay, huyện Yên Mỹ truy vết được 158 trường hợp F1 liên quan chủ yếu đến 3 ca bệnh ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Huyện đưa cách ly tại Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ 41 trường hợp, tại trường Đại học Công đoàn ở xã Giải Phạm 96 trường hợp, tại Trung tâm Y tế huyện 2 trường hợp và cách ly tại xã Yên Phú 18 trẻ em cùng một phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 2 tháng tuổi. Do chủ động xây dựng phương án xử lý theo phương châm 4 tại chỗ nên các trường hợp cách ly được đảm bảo điều kiện tốt nhất về nơi ăn trốn ở, kiểm tra y tế. Trong 6 ngày qua, huyện Yên Mỹ cũng tiếp nhận ủng hộ được 21 tấn gạo, 82.000 khẩu trang y tế, 10.000 gói rửa tay khô và hàng trăm lít nước rửa tay ướt. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn hoạt động ngay cả trong những ngày Tết.
tỉnh Hưng Yên đã thành lập 24 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại 6 huyện, thị xã giáp danh với các địa bàn đang có dịch. Mỗi chốt kiểm soát gồm các thành viên của ngành y tế, công an quân đội, ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. Các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ yêu cầu người phương tiện từ các tỉnh thành khác, như là các địa bàn đang có dịch như tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội vào địa bàn tỉnh Hưng Yên phải dừng lại để đo thân nhiệt, khai báo y tế, phun khử khuẩn, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý các trường hợp không hợp tác, không chấp hành các quy định phòng dịch. Đến thời điểm này, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm yêu cầu kiểm soát tại các chốt kiểm dịch. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những gian nhà cổ cùng hình ảnh cây đa giếng nước sân đình như thể hiện nét văn hóa truyền thống của bao thế hệ người Việt. Chính vì vậy, việc gìn giữ nét làng xưa trong xây dựng nông thôn mới được nhiều địa phương trong tỉnh chú trọng quan tâm. Tại Hưng Yên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thay vì bê tông hóa theo kiểu kín cổng cao tường, nhiều hộ dân vẫn chăm chút cho những hàng rào xanh bao quanh nhà vốn được tỉ mỉ trồng ghép từ những loại cây thân thuộc. Đây là chiếc cổng và hàng rào làm từ cây tuế của gia đình bà Ứng Thị Nghì ở Cao Thôn, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, như một khoảng xanh mát mát bình yên. Với gia đình bà, chiếc cổng tuế độc đáo này không chỉ là cảnh quan mà còn là vật chứng lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình. Cổng này thì từ xưa đến giờ là của cụ Lội để lại. Tôi năm nay 70 tuổi đầu rồi nhưng mà tôi cũng chẳng biết là có từ bao giờ. Để đến lúc nào nó hỏng thì nó hỏng chứ không bao giờ phá. Ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động vẫn còn giữ nguyên những nét cổ kính của một miền quê xưa với hệ thống di sản di tích và các nhà thờ dòng họ được bảo tồn. Hiện nay, toàn thôn còn 5 cổng nhà cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Tuyên truyền vận động các xóm là nên giữ lại những các cái kỷ vật cổng cổ của các cụ người xưa để lại. Chỉ có trùng tu chứ không có phá đi. Thì hiện nay là Lương Xá chúng tôi là có 9 quán và 3 cầu. Ẩn chứa trong mỗi di tích ấy là những câu chuyện về truyền thống, những giá trị văn hóa, vật chất, tinh thần của thế hệ ông cha đi trước. Trải qua quá trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư xây dựng những công trình phúc lợi hiện đại, nhiều địa phương vẫn còn giữ nguyên vẹn những nét văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống như những nếp nhà cổ ở xã Nguyễn Trãi, Hải Triều, Ngọc Thanh, cổng và nhà cổ ở làng Nôm, xã Đại Đồng, xã Nghĩa Trụ và các tục lấy nước đầu năm ở các địa phương. Huyện Tiên Lữ tiếp tục duy trì, phát huy những cái di tích mà đã được tỉnh và trung ương công nhận, trong đó điển hình như các xã Nhật Tân, Hải Triều, Minh Phượng, An Viên, giúp cho cái việc là người dân vừa có cái điều kiện phát triển về kinh tế và tiếp tục là phát huy về cái đời sống tinh thần. Tiêu chí về văn hóa và xây dựng cơ sở vật chất văn hóa là những tiêu chí hết sức quan trọng, góp phần thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới và hướng tới phát triển bền vững. Chính vì thế nên là tỉnh Hưng Yên chúng ta đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao các cái cơ sở vật chất hóa, nâng cao các cái hoạt động văn hóa nhằm coi trọng và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giá trị riêng của nông thôn là sự yên bình, là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, là tính gắn kết cộng đồng, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, nhân văn, hồn cốt của dân tộc. Với ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại, những nét làng xưa, những biểu tượng văn hóa vẫn còn vẹn nguyên giá trị văn hóa và vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam xưa. Theo thống kê của Sở Y tế Hưng Yên, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, số người nhập viện do tai nạn giao thông giảm nhiều so với dịp Tết những năm trước. Tính từ ngày 30 Tết đến ngày 2 Tết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số 76 lượt người đến khám tại các cơ sở y tế do tai nạn giao thông. So với cùng thời điểm năm 2020, giảm 43 lượt khám, tương đương 36%. Số trường hợp đến khám, đa số bị thương tích nhẹ, chỉ có 29 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Đến ngày 2 Tết, chỉ còn 12 trường hợp đang điều trị nội trú, không có trường hợp nặng và nguy kịch. Nguyên nhân số ca nhập viện do tai nạn giao thông giảm được cho là vì dịch COVID-19, người dân hạn chế ra ngoài đi chơi, chúc Tết, đồng thời hạn chế tụ tập ăn uống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.